Nhân nói thật luôn á. À quên, Nhân xin chào cả nhà mình nha. Nhân nói thật luôn, mỗi lần mà khi mà đứng trước cái kênh này á, rất là nhớ nhà. Tại vì nó quá giống cái khung cảnh với nhà mình. Ví dụ như là cái nhà của Nhân ở trong đây, nhà Nhân trong đây nha, là nó sẽ có một cái con đường trước nhà giống như Trang vậy luôn. Có con đường trước nhà vậy, rồi nó có cái sông đằng trước. Nói chung cái sông thì nó gấp khoảng 3-4 lần cái kênh này. Ở đây là cái kênh nó phải nhỏ rồi, gấp 3-4 lần vậy đó. Rồi nước chảy qua chảy lại suốt ngày, rồi lục bình trôi đồ này kia ha. Ngắm khung cảnh nói chung ở dưới quê mà nó thơ mộng lắm, nó tình cảm lắm. Bởi vì làm cho con người mình nó dấn dương, lúc nào cũng nhớ về quê đó. Và thật sự là rất là mát. Rất là mát khi mà có một cái kênh như thế này. Và thêm một cái hàng dừa. Rồi cái cây này cây gì ta? Cây nhà không biết luôn. Không biết cây dừa thôi nha cả nhà. Có nguyên một cái hàng dừa nữa, nhìn giống y chang như là ở Bến Tre, giống như là ở Phan Thiết đồ này kia đó. Ta hay trồng dừa lắm đó nha. Quan trọng cái kênh cực kỳ mát, mát lắm mát cả nhà. Và nếu như cô chú anh chị nào mình muốn ở một cái vị trí mà giống như Nhân nói, thì Nhân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái lô đất. Nó đi nó tới hồi cũng dính tới mua bán trong nha cả nhà. Tại làm YouTube này chủ yếu là bán mà, cho nên là phải dính líu. Rồi lô đất mình nằm ở đây. Thứ nhất mình nói về cái cây. Cái cây rất là to nha. Cây rất là to luôn. Cái tán lá này mà nó lớn hơn chút xíu nữa, nó xum xê nhìn đã lắm cả nhà. Tại vì bây giờ là cái mùa mưa bão đó, cho nên là công ty cũng chặt bớt rồi. Chặt bớt, mé bớt để nhiều khi là sợ gió mạnh quá nó ngã luôn á. Cho nên là mình chặt bớt. Chứ không thôi là rất là mát, rất là đẹp. Cái lô đất mình có diện tích là ngang 5m. Từ cái mí bên đây, nó có cái cột sẵn nè, cọc sẵn nè. Qua tới cái mí cọc bên đây là 5m. Mình sâu 20m đụng cái nhà đó cả nhà. Đụng cái hông của cái căn nhà kia. Tức là cái căn nhà kia bị đâm hông. Nhưng mà kệ đó, mình quan tâm lô đất này thôi. 520, 100m2. Đối diện kênh, cái đường trước nhà mình là đường KT11. Là cái trục đường kênh. Cái trục đường kênh này là nó nối dài từ cái phía mà tuốt 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 trên kia xuống tuốt tuốt dưới này. Nó khoảng 2 cây số, dài khoảng 2 cây số. Nguyên cái trục kênh luôn, gọi là kênh sông Trăng đó cả nhà. Thì cái vị trí này là khá tuyệt vời này. Nắng qua Nhân che xíu nha. Cái dù của Cát Tường luôn đó nha. Dù Cát Tường luôn. Đó, hổng gài mà làm mấy cái video này cả nhà mình thấy nè. Qua những video này nó trắng mà cái chỗ đeo đồng hồ nó trắng. Còn cái khúc trên đây không đeo đó, đang thui rồi lui luôn. Nhưng mà nói chung là vì kiếm tiền, cái nhan sắc mình bỏ qua bên. Mới mốt mà mình giàu, mình có tiền nhiều xíu đó. Lúc đó mình tút lại nhan sắc của mình, nó vẫn chưa muộn. Nhưng mà đúng lý những cái người mà giống như trẻ trẻ tuổi nhưng có tiền sẵn sướng, thấy không? Vừa đẹp vừa trắng vừa có tiền nữa. Rồi nói về lô đất tiếp tục. Thì quan trọng cái vỉa hè nha cả nhà. Cái kênh nè, thứ nhất cái kênh sông nước mát mẻ nè, đường lớn nè, vỉa hè rất là to. Vỉa hè này 4m luôn. 4m rất là thoải mái. Có một cây cột điện hơi to thiệt nha. Cột điện nhân công nhận hơi to thiệt. Tại vì nó ở đường trục chính á, thì cái đường điện lúc nào nó cũng lớn. Và cột điện nó phải lớn theo. Đó, cho nên là cột điện nó hơi to, công nhận. Nhưng mà không sao, bù lại là cái vỉa hè của mình rất là lớn. Thì khi mình xây mình phải bỏ vào 2m nữa. Thì tính ra là cái vỉa hè với lại cái 2m mình bỏ vô nó là tính ra nó 6m rồi. Đó, thì cái căn nhà mà nó nằm thục tuốt trong nè. Nó cũng không có dính líu gì tới cây cột điện hết trơn á. Và cái cột điện này thì nó sẽ mỗi một bên lô đất. Cái lô này lô số 21 nha cả nhà. Lóc H6 lô số 21. Bên đây 20. Thì 20 dính chút, 21 dính chút. Đó. Và cái giá của cái lô đất này á, cô chủ lô đất này, cô cũng lớn tuổi nha cả nhà. Và cô kêu cái giá là 1 tỷ 250 triệu. Thì thôi nói chung nắng kệ đi, khó chịu quá. 1 tỷ 250 triệu. Thì với cái thời điểm này thì cũng như những cái đô trước thì Nhân nói rồi, là cái giá nhà không bàn tới. Mà Nhân bàn ở cái thời điểm này là ví dụ như có những lô nào mà đầu tư tốt, đầu tư được thì Nhân sẽ nói đầu tư được. Còn
với cái giá 12 triệu rưỡi một mét vuông, thì cái lô này nếu như cả nhà mình xây ở thì rất là hợp lý, rất là tuyệt vời. Nhưng nếu đầu tư thì mình sẽ chờ cái thời gian nó hơi lâu xíu. Chẳng hạn như bây giờ mình mua thì mình phải chờ năm nữa thì nó sẽ lên cái giá tầm khoảng 14 triệu là có thể và rất là dễ dàng. Tức là Giang nói ở cái thời điểm bình thường. Còn nếu như mà công ty mình mở rộng, cái đợt mở rộng ở trong kia đó thì cái giá ở đây nó phải là 15-16 triệu một mét vuông là bình thường luôn. Tại vì đây là một cái trục đường, khi mà người ta muốn đi vào cái khu mở rộng đó, khu mở rộng nó ít nhất cũng phải 1.500 lô. Thì 1.500 hộ dân đó, khi mà người ta về xây kín hết, người ta ở trong đó phải đi ngang những cái trục này nè, đi ngang đây. Cho nên là cái giá trị của mình nó sẽ rất là cao và cái cơ hội đầu tư vẫn còn. Nhưng Nhân xin nhắc lại là nó hơi lâu một chút xíu, nó hơi lâu đó. Thì mình muốn đầu tư thì mình mua để đó cũng được. Còn ở là Nhân xin nhắc lại tuyệt vời với cái vị trí này. Rồi, Nhân xin kết thúc video. Nhân cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi video của Nhân. Và cũng đi nhắc lại cái câu này: cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh của Nhân thì bấm vào đăng ký để nhận những video tiếp theo. Thì biết đâu những video tiếp theo mình sẽ gặp được những cái căn nhà, những lô đất hoặc là một dự án nào mà nó vừa với cái tài chính mình và phù hợp với vị trí mình yêu thích. Đó cứ gọi Nhân sẽ tư vấn cho nhà mình. Và nếu như cô chú anh chị nào mình muốn ký gửi nhà hoặc đất thì cứ liên hệ với Nhân số điện thoại là 0909 117 886. Nhân sẽ làm một cái video như thế này cho cả nhà mình. Còn nếu như cô chú anh chị nào mình muốn tìm những cái lô giá nó thấp hơn cái lô này một chút xíu thì bấm vào những lô trên màn hình để xem những lô khác. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.